Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi tôn sùng Ngài, tôi ngợi khen danh Ngài, vì Ngài đã làm những sự mới lạ, là những mưu đã định từ xưa, cách thành tín chân thật. Vì Ngài đã làm cho thành trở nên gò đống, thành bền vững, trở nên nơi đổ nát. Đền đài của dân ngoại chẳng phải là thành nữa, sẽ chẳng hề xây lại. Vậy nên, một dân cường thạnh sẽ tôn vinh Ngài. Thành của các dân tộc đáng kinh hãi sẽ kính sợ Ngài. Vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đuột cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng. Khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão xông vào tường thành, Ngài sẽ dứt sự ồn ào của dân ngoại, như trừ khí nóng trong nơi đất hạn, ngừng tiếng hát mừng của kẻ cường bạo, như hơi nắng tan đi bởi bóng mây. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ban cho mọi dân tộc tại trên núi này một tiệc yến đồ béo, một viên rượu ngon, đồ béo có tủy, rượu ngon lọc sạch. Tại trên núi này, Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng, kìa, ấy là Đức Chúa Trời chúng ta đã mong đợi Ngài và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức Giê-hô-va, chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự cứu rỗi của Ngài. Vì tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi này, nhưng Mô-áp sẽ bị giày đạp trong nơi nó, như rơm bị giày đạp trong ao phân. Nó sẽ giang tay trong đó, như người lội bơi giang tay ra để lội. Nhưng Đức Giê-hô-va sẽ dằn sự kiêu ngạo nó xuống và cất bỏ mọi cơ mưu của tay nó. Ngài sẽ hạ lũy cao của tường thành ngươi xuống, đánh đổ và ném xuống đất vào trong bụi bặm. Chương 26. Trong ngày đó tại xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài này: chúng ta có thành bền vững, Chúa lấy sự cứu làm tường, làm lũy. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vần đá của các thời đại. Ngài đã dằn những người ở nơi cao, đã phá đổ thành cao ngất, hạ xuống tới đất, sa vào bụi bặm, bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân kẻ nghèo nàn thiếu thốn bước lên trên và nghiền nát. Đường của người công bình là ngay thẳng, Ngài là đấng ngay thẳng, ban bằng đường của người công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, thật, chúng tôi đứng trên đường phán xét mà trông đợi Ngài. Danh Ngài là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. Đang ban đêm, linh hồn tôi đã ao ước Ngài. Phải, thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài. Vì khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công bình. Kẻ ác, dầu có được ơn, cũng chẳng học sự công bình. Song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng và không nhìn xem uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, tay Ngài đã giá lên mà chúng nó chẳng xem thấy. Song chúng nó sẽ thấy và sẽ xấu hổ bởi cớ lòng sốt sắng Ngài tỏ ra vì dân mình. Lửa sẽ đốt cháy kẻ thù nghịch Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va,
Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi, vì mọi điều chúng tôi làm, ấy là Ngài làm cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Nay, chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Họ đã chết, sẽ không sống nữa, đã thành âm hồn không dậy nữa, vì Ngài đã phạt và diệt họ, cho đến sự ghi nhớ họ, Ngài cũng làm ra hư không. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã thêm dân này lên. Phải, Ngài đã thêm dân này lên. Ngài đã được vinh hiển, đã mở mang bờ cõi đất này. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ đã tìm kiếm Ngài trong lúc ngặt nghèo, kêu cầu Ngài khi Ngài sửa phạt họ. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi ở trước mặt Ngài, khác nào như đàn bà có thai gần đẻ, đang đau đớn kêu rêu vì quặng thắt. Chúng tôi đã có mang, đã ở cử và đẻ ra như gió, chẳng làm sự cứu trong trái đất, cũng chẳng sinh ra dân ở trong thế gian. Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều trỗi dậy. Hỡi kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy, hãy hát, vì hột mốc của Ngài như hột mốc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi. Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại, hãy ẩn mình một lát cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Vì này, Đức Giê-hô-va ra từ nơi Ngài đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ. Bây giờ đất sẽ tỏ bài huyết nó ra và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa. Chương 27. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dùng gươm cứng, lớn và mạnh mà phạt Leviathan là con rắn lẹ làng. Phạt Leviathan là con rắn cong queo, và Ngài sẽ giết con vật lớn dưới biển. Trong ngày đó, các ngươi khá hát bài nói về vườn nho sinh ra rượu nho. Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng giữ nó, sẽ chốc chốc tưới nó và giữ nó đêm ngày, kẻo người ta phá hại chăng. Ta chẳng căm giận, mặc ai đem chà chuông gai gốc mà chống cự cùng ta. Ta sẽ đi đánh chúng nó, đốt chung làm một. Chẳng gì bằng nhờ sức ta làm hòa với ta. Phải, hãy làm hòa với ta. Sau này, Gia-cốp đâm rễ, Israel kết nụ và nở hoa, chắc sẽ ra trái đầy trên mặt đất. Đức Chúa Trời đánh nó, há như đánh kẻ đã đánh nó sao? Nó bị giết, há như những kẻ giết nó đã bị giết sao? Ấy là Ngài đã tranh nhau với nó cách chừng đổi mà dời nó đi. Trong một ngày có gió đông, nó bị đùa đi bởi gió bão của Ngài. Vậy, này là cớ vì sao mà tội Gia-cốp sẽ được tha, và này là quả của sự trừ bỏ tội nó đi. Nó sẽ làm cho hết thảy đá của bàn thờ ra như đá vôi bể nát, các hình tượng và các trụ mặt trời sẽ không dựng lên nữa. Vì thành bền vững đã trở nên tiêu điều, nhà ở sẽ bị bỏ và để hoang dường như đồng vắng. Bò tơ sẽ đến ăn cỏ tại đó, nằm và nhá những nhánh cây. Khi nhành khô và bị bẻ, đàn bà đến lấy mà nhen lửa. Vì dân này không có trí khôn, nên đấng đã làm nên nó chẳng thương xót đến, đấng tạo nên nó chẳng ban ơn cho. Xảy ra trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ lung lay từ lòng sông Cái cho đến khe Ê-díp-tô. Hỡi con cái Israel, các ngươi đều sẽ bị lượm từng người một. Trong ngày đó, kèn lớn sẽ thổi lên. Bây giờ, những kẻ bị thất lạc trong xứ Assyri và những kẻ bị đày trong đất Ê-díp-tô sẽ đến thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va trên hòn núi Thánh tại Jerusalem. Thi Thiên 48. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen, trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi Thánh Ngài. Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía Bắc là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của cả thế gian.
trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra như một nơi nương náu. Vì kìa, các vua đã hẹn hò cùng nhau đi qua, họ thấy đến bèn sững sờ, bối rối rồi mau mau chạy trốn. Tại nơi đó sự run rẩy áp hãm họ, họ bị đau đớn khác nào đàn bà sinh đẻ. Chúa dùng ngọn gió đông đánh bể các tàu Ta-rê-si. Điều chúng tôi có nghe nói thì đã thấy trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi. Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời. Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa, chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất. Tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình, vì cớ sự đoán xét của Chúa. Nguyện núi Si-ôn vui vẻ, các con gái Giu-đa mừng rỡ. Hãy đi chung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành, đếm các ngọn tháp nó. Hãy chăm xem các đồn lũy, xem xét các đền nó, hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến. Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng. Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Chương 4. Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng. Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa. Và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chứ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Giê-xu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như lời Kinh Thánh rằng: ta đã tin cho nên ta nói. Cũng vậy chúng tôi tin cho nên mới nói, vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài. Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Thư Côrintô thứ nhì chương 5. Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời.
miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm này, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể này, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình. Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không về sự trong lòng. Vả hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời, hoặc chúng tôi dè dữ, ấy là vì anh em. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người thì mọi người đều chết. Lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức không sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chương 6. Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiên ăn, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả. Dầu vinh dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt. Ngó như kẻ phỉnh dỗ nhưng là kẻ thật thà, ngó như kẻ xa lạ nhưng là kẻ quen biết lắm, ngó như gần chết mà nay vẫn sống, ngó như bị sửa phạt mà không đến chịu giết, ngó như buồn rầu mà thường được vui mừng, ngó như nghèo ngặt mà thật làm cho nhiều người được giàu có, ngó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi.
hãy báo đáp chúng tôi như vậy. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình. Cũng hãy mở rộng lòng anh em. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy, Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.